Dạ vâng, em Cường xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị và các bạn nhé. Thì cũng chỉ còn 7 ngày nữa thôi là kết thúc năm 2020, bước qua 2021. Và cũng chỉ còn hơn 50 ngày một xíu nữa thôi là sẽ kết thúc năm 2020 âm lịch luôn và chuẩn bị đến Tết rồi. Thì hôm nay em xin gửi đến quý vị và các bạn là mẫu xe Fortuner, máy dầu số tự động nha quý vị. Xe này xe 2018, là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, với màu ngoại thất là màu trắng ngọc trai. Xe này đi cũng rất là ít nha quý vị, chứ khoảng cái tầm hơn 30 ngàn thôi. Và xe này là mang biển số thành phố này, nha quý vị, đã 51G84292, biển số cũng khá là đẹp. Thì về ngoại thất á, cái bản máy dầu số tự động á, thì nó cái phần mạng chrome rất là nhiều, nó giống như cái phiên bản cao cấp vậy. Đèn chiếu gần cũng là đèn dạng LED dạng projector này đó. Phía dưới đèn sương mù cũng được mạng chrome. Cái thời điểm mà khi mà người chủ nhân cũ người ta mua cái xe này ấy, thì người ta cũng phải bỏ ra khoảng cái tầm gần 100 triệu phụ kiện. Một cái phụ kiện cực kỳ xịn sò, cực kỳ nhiều luôn. Thì bây giờ là em Cường xin mời quý vị các bạn cùng đi vào phần đánh giá chi tiết cái mẫu xe này nhé. Đây thì quý vị các bạn sẽ coi cái phần mâm xe này. À đây, cái phần này là do họ gắn body kit ấy. Khi lắp vào thì thiếu, thì bên em sẽ đặt hàng và gắn thêm lại cho quý vị. Hoàn toàn là như xe mới luôn, yên tâm ha. Mâm xe này, mâm xe là 17 inch nha. Mâm vẫn còn cái chấm này, chấm đỏ từ nhà máy này. Cái gai gió còn rất là, còn nguyên gai gió luôn, lốp cực kỳ dày, mâm không hề có vết chảy xước hết, rất là đẹp. Đó, về phần bên hông xe này thì đó, những cái trang option như là lẹp bên hông xe này, lẹp hông xe, hay là tay nắm cửa mạ chrome này, tay nắm cửa mạ chrome này, hàng TMV này, hàng xịn này. Cái bộ tay nắm cửa nó 4 miếng này có khoảng tầm 2,7 triệu nha quý vị, rất là mắc tiền. Che mưa này cũng vậy, che mưa là che mưa hàng cao cấp chính hãng này. Hay là bộ phim cách nhiệt này đi, phim cách nhiệt này cũng là phim cách nhiệt rất là xịn sò luôn. Đó, hay là những cái miếng nhỏ nhỏ thôi, một cái miếng mà để chống chảy khi mà chúng ta mở cửa vào ở cái không gian mà nó chật hẹp, những cái xe gần nhau á. Đó, thật là những cái option mà rất là nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ giúp tăng tiện ích cho xe. Đây, cái phần này là cái phần còn lại của body kit này. Nó cái ốp. Phần này gắn thêm nha quý vị. Thì nhìn xe sẽ cứng cáp hơn và rất là khỏe khoắn. Đó, cái xe này có luôn cả cái viền mạ chrome chân kính này. Cũng là cái dạng xịn, rất là chắc chắn và giống như kiểu là xe hai cầu nha quý vị. Nó giống như bản xăng còn dầu hai cầu cũng có đặc biệt này thôi. Còn phía sau thì cũng có thể thể hiện rất là rõ, đây là bộ trang trí viền đèn sau này, lẹp trang trí biển số, lẹp chống chảy cả sau. Đó, bánh sơ cua chưa hề chạm đất luôn, mới len keng sreng. Từ ngoài ra đây là chúng ta có thể thấy đây là cái sự hiện diện của hai camera, đó là một là camera xe này, còn đây là camera hành trình. Camera hành trình của nó cũng rất là xịn sò, đẹp trên gương. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi, em sẽ mở cái phần cốp sau để cho quý vị các bạn cùng coi nha. Đây, rất là đẹp này. Cái và đó em sờ vào cái gọi là cái trải sàn Simili này, cũng thấy là trải sàn Simili rất là cao cấp này, rất là dày. Chất lượng cực kỳ tuyệt vời luôn. Ghế này, bộ ghế. Ghế da còn rất là mới. Quý vị thấy này, từng chi tiết một còn rất là mới. Cũng được trang bị trần luôn rồi này. Bộ đồ nghề đây nha. Đó, bộ đồ nghề tay quay con đọi này. Còn hoàn toàn mới luôn. Thực tế trên thị trường bây giờ rất là hiếm cái dòng máy dầu số tự động ha. Và đấy là nhập khẩu á, thì bởi vì qua 2020 thì đã chuyển qua lắp ráp rồi. Nó thì form nhập khẩu là thì luôn sẽ được ưa chuộng hơn và có gì đó giá trị nó cũng cao hơn. Để có cái lập bình xăng này. Đó, thắng của nó là cũng là thắng đĩa rồi nha quý vị. Đầy đủ option luôn. Thắng đĩa này, 7 túi khí này, cân bằng điện tử kiểm soát lực kéo này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc này. Đó, và đây bánh xe cũng vậy, bánh xe cũng rất là đẹp và không hề có vết chảy xước luôn. Cả bốn mâm xe luôn. Đó, gương. Rồi, em sẽ mở về phần động nội thất trước đi ha, tí phần động cơ. Đó, quý vị thấy này, cái ghế cái xe đi ít mình thấy liền à. 33.477 km thôi. Rất là ít, còn cái tem nó chưa lột ra nữa này. Ghế rất là mới luôn. Cần số này, hay là phanh tay, hay là những cái phần cầm nhiều như vô lăng. Đây là cái vô lăng được tặng thêm mà cũng còn rất là mới. Tay lái trông rất là đẹp.
thì ghế lái đây là chỉnh điện 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hướng nha quý vị. Chỉnh điện 8 hướng luôn. Các lẹp này, lẹp chống chảy trên dưới luôn. Đây, cái camera hành trình của nó là rất là đáng đồng tiền bát gạo này. Lẹp trên gương, quay trước sau, Android, đầy đủ tính năng. Đây, camera rear, màn hình DVD này, Euler. Đó, thì cái xe đời 2018 thì cái điều hòa của nó vẫn là điều hòa cơ thôi, nhưng mà xe qua 2020-21 thì đã được chuyển qua là điều hòa tự động rồi. Đó, thì cái thực tế cái phần cơ hay tự động cũng không quan trọng, mà quan trọng là điều hòa mát rất là sâu. Đó, tất cả mọi thứ chi tiết rất là mới này. Sách hướng dẫn này, đầu đĩa này, đầu camera hành trình này, bảo hiểm này, đầy đủ hết nha quý vị. Rồi, thì bây giờ em sẽ mở cái phần động cơ để các bạn cùng coi nha. Dạ vâng, thì đây là em đã mở ra khoang động cơ của chiếc Fortuner máy dầu số tự động 2.4 nha quý vị. Đây, các bạn thấy cái khoang động cơ làm gọn gàng rất là đẹp, rất là mới này. Xe này thì khung gầm, keo chỉ, máy móc còn nguyên zin, không đâm đụng, không ngập nước nha quý vị. Đó, keo chỉ này, phần keo chỉ quý vị có thể thấy rất là đẹp, các lỗ còn rất là đều. Thì xe này bên em chào bán mức giá là 955 triệu nha quý vị. Một mức giá cũng khá là hời ở trong thời điểm này. Em cũng xem so sánh với xe mới đi. Nếu mà xe mới bây giờ giá xe là 1 tỷ 080, lăn bánh thì nó cũng khoảng cái tầm 1 tỷ 180, mặc dù đã được giảm thuế trước bạ nha. Nhưng mà xe này là xe nhập khẩu, xe cũ qua sử dụng, đánh thuế chỉ có 2% thôi. Thời điểm này chúng ta mua một xe sử dụng gia đình, đi Tết hoặc thậm chí chạy dịch vụ cũng rất là phù hợp luôn, với mức giá chỉ 955 triệu. Đó, khá là mềm đúng không ạ? Vâng, thì bây giờ em xin kết thúc video ở đây. Thì nếu quý vị và các bạn quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ qua cho em Cường Lãng số điện thoại là 0979393635, em sẽ để trên màn hình. Và bên em vẫn đang có nhu cầu thu mua xe, tất cả các xe cũ của tất cả các hãng luôn nha, giá cao nhất thị trường. Chỉ cần xe quý vị không đâm đụng, không ngập nước là bên em sẽ thu mua. Quý vị muốn định giá xe thì chỉ cần gửi cho em những cái hình như là hình ảnh của xe này, rồi số km, hình ảnh đăng kiểm là bên em có thể định giá xe sơ bộ và hoàn toàn miễn phí nha. Em sẽ báo giá qua điện thoại, nếu mà quý vị đồng ý với mức giá đó và có thể thương lượng thì bên em sẽ xuống trực tiếp, bất cứ quý vị ở đâu, tỉnh nào cũng được, em sẽ đi xuống tới tận nơi xem xe, định giá. Nếu mà được thì chúng ta có thể là giao dịch ngay tại chỗ luôn ha. Rồi, em xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.